欢迎大家来到我的频道Judy。谢谢你们和我分享这个是台湾的橘子，很甜呐、啊。你们看，真的很甜，没有说里面没有籽，台湾的双座，橘子的里面没有籽，无籽，很好吃。 các bạn ơi, các bạn hãy nghe Judy chia sẻ, đây là một trái đậu quýt, quýt da vàng, quýt hồng này là ở trong nó không có hột nha mà các bạn. Bây giờ ở Đài Loan rất là tiến bộ, quýt mà không có hột là cái giống quýt này rất là ngon, mà cái trái quýt này rất là ngọt, ngọt mà không có hột nữa mà rất là ngọt nha mọi người. Cho nên Judy muốn chia sẻ cái mâm quýt này cho mọi người xem và cho mọi người biết. Rất là ngon mọi người ơi. Xin mọi người hãy thích và ủng hộ kênh của Judy nha. Quýt đẹp mà lại ngon nữa. Ngon mà ngọt nữa. Trái quýt này ngon lắm mọi người à. Mong mọi người thích và xem kênh của Judy nha mọi người ơi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Một tí nữa mình sẽ lột cho mọi người xem ăn rất là ngon, để mình ăn cái cuộc thử thách cho mọi người ngon, mọi người thấy nha. Một cây quýt trái rất là sai mọi người à. Đó, các bạn nhìn thấy giữa cái mâm quýt rất là ngon, nhìn thấy là thèm chảy nước miếng luôn, phải không? Ngon lắm mọi người ơi, thật sự luôn, rất là ngon. Vì sao mà quýt ngon? Mọi người biết không, quýt này là quýt không có hột, cho nên quýt này ngon lắm. Mình mới mua về nguyên một dĩa rất là to, mà cũng rẻ chứ không có mắc nữa mọi người ơi. Đó, cảnh nhà trước kia là như vậy đó, cho mọi người xem. Chỉ là cây cẩm, cây bonsai, cái cây này là cây bạch mã hoàng tử nha mọi người, rất là tươi tốt, cao ngày nó càng xum xê lá ra luôn đó, mọi người thấy nó xum xê, đâm từ xum xê lá ra rất là nhiều đó. Bạch mã hoàng tử của mình đây, đẹp không mọi người? Còn này đây là cây ngải cứu rất là tốt, cũng lá xum xê luôn, tốt lắm mọi người ơi. Đây là cây trà thảo mộc đó, mọi người thấy trà thảo mộc của Đài Loan không? Còn đây là dứa để trồng làm kiểm đó mọi người, nó không có lớn, nó chỉ là như vậy không đó, và nó ra tược nhiều thôi chứ nó không có lớn, mà nó không có trái là dứa kiểm đó mọi người. Còn đây là cái tùng, cái bách đó, cái tùng đó mọi người. Nhưng mà người ta làm kiểu bonsai rất là đẹp. Còn đây, cây này mình không biết tên, kêu tên cây gì, mà nó cũng ra lá nó đỏ tươi ha. Còn cây này là cây xương rồng. Người ta nói trồng cây xương rồng trong nhà để xua đuổi những cái vật ám khí trong nhà, những cái vật không tốt trong nhà, xua đuổi cho nó đi. Đó, mọi người nhìn thấy không? Cái này là từ chưa đi thiết kế không đó. Còn đây là cây ngải cứu rất là tốt, mọi người nhìn thấy đó, tốt lắm mọi người ơi. Lá của nó xum xê mà lá của nó xanh mướt luôn, tốt lắm, mình rất là thích. Cho nên mình muốn chia sẻ cho mọi người xem, để mọi người ai mà thích cây cảnh bonsai, cây kiểm bonsai, mọi người hãy làm theo chú Ti như vậy nha. Đó, đôi khi nhiều khi buồn mọi người biết không, mình nhìn, mình uống một ly trà, mình ly cà phê nè, mình nhìn cảnh và mình nhìn cái này là cây dừa, mà dừa kiển á mọi người, nó cũng tốt lắm. Mình chỉ trồng, mình chỉ thích như vậy thôi đó, mình thích những cái chậu bonsai, cái kiển bonsai vậy thôi, rất là tốt. Mọi người nhìn thấy tươi tốt vui lắm đó, ra từ ra trời xuống xê luôn đó, bước vào từ nhà bước vào là đã ngăn nắp, là đẹp. Kế bên góc cửa, phần tay trái của góc cửa, ví dụ khách đến nhà phần tay trái của góc cửa là đó, đã nhìn vào là nhận thấy nguyên cái cảnh mà chậu hoa không. Và bước vào bàn đó thì thấy trên bàn này để gì trái cây, bàn này là bàn ăn, để giữ trái cây như vậy để cho khách đến nhà. Ví dụ người ta nhìn vào nhà mình thì không có cái gì quý báu cả, nhưng mà nhìn vào màu sắc thì cũng thấy cảm giác nó thoải mái, và nó phấn khởi cái người bước vào nhà mình, người
Không, ông thần tài đây, đây là ông thần tài mình để trong nhà để cho làm ăn mua mai bán đất đó, kiểu không đó mọi người nhìn thấy đẹp, thật đẹp không mọi người đó. Mình chia sẻ những cái bí quyết và những cái cảm giác của mình thích là như vậy, cái ý thích của mình là như vậy. Còn này là trầu bà để trồng trong nhà để cho nó như là hút cái không khí trong nhà, hút cái hút bụi cho mọi người. Cái này là cái phát tài, cái kim tiền. Còn đây là cái là thiết mộc lan, cái thiết mộc lan tốt lắm, nó lên lá, mọi người nhìn thấy lên lá nhiều, thật là nhiều luôn, tốt lắm các bạn ơi, nó lá sum xê luôn nè, các bạn nhìn thấy là lá sum xê luôn đó, ha, nhiều lá lắm, lá sum xê luôn rất là tốt. Tôi biết rằng nhà mình không có lớn mọi người ạ, nhưng mà mình trồng cây kiểng rất là tốt, bởi vì mình rất là thích, mình không có thích một căn nhà quá rộng, vì mình sống không có đông người, chỉ một mình thôi, cho nên mình chỉ thích cái không gian riêng của mình, là nó vừa vừa ở thôi. Bởi vì sao, mình rất là kỹ, mình thích mỗi ngày mình chăm sóc cây kiểng nào hoặc là nhà cửa mình, các bạn nhìn thấy nhà không có một miếng bụi nữa, mình rất là kỹ, mình thích nhà mình nó sạch sẽ mà nó đẹp đó. Còn các bạn nhìn thấy trong phòng khách đó thì như vậy. À, những chậu hoa màu mini đó mọi người biết không, Tết đó mình cắm hoa xong rồi cái nào nó úa tàn thì mình vứt bỏ đi, cái nào nó không úa tàn thì mình để trong một chậu nhỏ kế bên như vậy, một góc của trên phòng trên bàn như vậy đó, có khách đến nhà thì ngồi uống cà phê để nói chuyện trò chuyện rồi đó. Còn cái này là cây kêu đó, cái cây hạnh phúc, cũng là cái kiểng bonsai luôn đó mọi người, cái cảnh bon kiểng bonsai luôn đó, rất là tốt nè, các bạn nhìn thấy đó, mình rất là thích như vậy không đó. Đó, cho nên mình chia sẻ cho mọi người thấy đó. Gần cái này là bộ ghế salon thì mình không có trưng cái gì đó, mình chỉ để lớp lớp là con gấu yêu của con gái mình tặng cho mẹ nó. Rồi bên đây á là ngày nào mình cũng cho các bạn xem á, là thú vui của mình đó, là đây. À, cái này cũng là loại dứa nha mọi người, dứa mà dứa kiểng nó trồng không lớn. Còn đây à, thú con thú nha mọi người, con thỏ rất là dễ cưng ha, mọi người thấy thấy cưng lắm. Rồi đây là cái bồn cá của mình, ngày nào mình cũng cho các bạn xem hết đó, đó đó là bồn cá của mình đó ha, đó mọi người thấy không, rất là dễ thương. Mình thích nhà mình là cái cảm giác như vậy thôi đó, cho nên là mình cho mọi người xem đó, nhà mình là mộng, căn nhà mộng ước là như thế đó. Nhà mình chỉ thích như vậy đó. Cái này là dứa trồng để trong nhà đang cho nó hút cái chất bụi đó mọi người, cho mọi người xem. Còn cái này á là mở cái nắp ra là nó có cái mùi thơm ở trong đây, nó có cái bột thơm ở trong cái bình này, cho nên cái này là cái đồng tiền để làm ăn mua mai bán đất, cái tài lộc đem đến cho nhà mình đó mọi người. Đó, cái bình hồ lô đó, bên mình là cái bình hồ lô đó mọi người, rất là dễ thương, rất là đẹp. Nhà mình là chỉ có gì thôi. Còn trong cái chậu tiệc, chậu này là chậu chậu nước trời cho nước trồng để trong trồng nước trầu bà trồng trong nước. Vì sao? Bởi vì nhà mình thích có cái phong thủy nước mà mình thích cảm giác như vậy đó. Còn mọi người thấy không, là chậu kiểng bonsai, chậu kiểng nhỏ không đó, mình cho các bạn xem đó, không có gì là quý giá cả, chỉ là kiểng bonsai kiểng nhỏ thôi đó. Còn cái cây này là mình không biết kêu bằng cây gì, ở Việt Nam không biết có hay không, mình không biết kêu bằng cây gì nữa đó, mình không biết chia sẻ cây đó kêu bằng cây gì, cho nên mình chỉ trồng những cái cây rất là dễ thương thôi mà mọi người ơi. Đây chậu kiểng bonsai của mình đây, các bạn thấy đó, xương rồng nè, xương rồng này lỗi là lỗi nó mọc ở dưới biển, nhưng mà người ta thiết kế và người ta tìm cách để người ta cho nó vào trong trong chậu kiểng bonsai, nhưng mà rất là đẹp mọi người nhìn thấy không, rất là đẹp. Mình cũng không hiểu người ta làm bằng cách như thế nào, nhưng mà mình thích thế thì mình mua đem về nhà mình để trong nhà, mình trưng trong nhà đó, nên mọi người nhìn thấy không đó. Đẹp không mọi người, rất là đẹp. Còn cái này là cây hoa lily đó mọi người, nhưng mà cái này cái lá hoa lily, nhưng mà lá hoa lily như là lá hoa có gai, nó ngộ thật không, mọi người thấy nó ngộ thật không. Đây là cái bông bông cúc mini màu tím, lúc hôm Tết đó thì mình mua về, nhưng mà cái nào nó héo hết, nó úa hết thì mình vứt bỏ đi, cái nào nó còn đẹp thì mình giữ lại,
mình để vào một cái chậu nhỏ, mình làm cho nó là một kiển của chậu mini, tiết kiệm là như thế nó mới người nhìn thấy. Còn đây là hai ông sư tử nhà mình này, rất là linh nha mọi người, mình ước cái gì là có cái này, linh lắm. Còn đây cũng là cái kiển đây, kiển bonsai đây, mọi người nhìn thấy kiển bonsai kiển nhỏ mà nó ra cái lá là nó đỏ đỏ như vậy, đẹp lắm mọi người. Đó, cho các bạn xem. Cái này là sen đá. Hãy chú gấu yêu của mình đây. Còn đây là ong cốc mặt tiền. Di đồng, mọi người nhìn thấy không? Di đồng đó mà người ta làm bằng một tùa hoa rất là đẹp. Xin mọi người đã chưa biết đến kênh của chú Tì, hãy đăng ký cho chú Tì nhé, đăng ký kênh ủng hộ chú Tì.